Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng em giới thiệu cho các bác về một lô máy là cưa xích Nhật bãi. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Các bác có thể là kết bạn qua Zalo. Cần trao đổi tư vấn thì cứ nhắn tin gọi điện cho em. Ok, lô ngày hôm nay thì em có được là 9 cây máy. Thì dòng các hệ là hệ khai thác chuyên nghiệp này. Hệ khai thác tầm, đây hai con máy khai thác chuyên nghiệp này. Khai thác tầm trung và các hệ gia đình. Ok, thì trước khi vào clip thì em xin các bác về một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video sớm nhất của cửa hàng bên em. Vâng, em xin cảm ơn mọi người. Thì nay vào cái lô ngày hôm nay thì em giới thiệu các bác luôn về một chiếc máy tay cụt Tanaka PMS330A. Chiếc máy này là 33cc. Đó. Rồi chiều dài lam được cắt là 25-23. Cái máy này phải phục vụ cho các bác nào cần cắt củi này, cắt cành này, hoặc là cắt cái công suất lớn mà lại là máy nhỏ gọn, thì trọng lượng chiếc máy này rơi vào khoảng là 4 cân. Đó, 33cc. Chụp giật trợ lực giật cực kỳ nhạy nổ luôn các bác nhé. Có bơm thăng phụ nghe gió này. Ok, sẽ test luôn tiếng nổ của chiếc máy này. Em đẩy căng tin này hơi cao. Khi các bác nào cần mua thì hoặc là cần tư vấn thì em sẽ chỉnh lại máy ngon lành rồi em mới gửi. Thì bên sản phẩm bên em thì là đều là bao ship toàn quốc. Lô ngày hôm nay là CQ1. Chiếc máy là CQ1, bên em bán giá là 1,6 triệu giá cực mềm. So với một chiếc máy là cắt hệ gia đình, trọng lượng nhỏ gọn, công suất lớn, Tanaka. Ok. Đó, các bác nhìn xích này. Bên em đã lên xích mới hoàn toàn cho các bác để các bác về cắt thoải mái luôn. Đó. Ok. Chiếc máy CQ1 đơn giá 1,6 triệu thích hợp bác ship toàn quốc. Ok, đến chiếc máy thứ hai là một chiếc máy để các bác khai thác cắt gỗ tầm khoảng vanh tầm khoảng là 450 thì cắt củi, cắt cành xung quanh nhà. Nhà dòng của Echo, các bác nhìn qua đây này. CS3100. Chiếc máy này là Echo 3001. Chiếc máy đời 4 số. Thì các bác nhìn qua này, các sơn này cực kỳ là sáng loáng luôn. Đó, hai ốc giữ lam vô cùng chắc chắn, chiều dài lam được cắt là 20-30 và xài là xài xích xích chung. Các bác nhìn qua này. Các bác nhìn qua giúp em nhé, độ xích mới này. Các bác mua bên em thì xích hoàn toàn là mới luôn. Đó. Ok. Em sẽ test luôn tiếng nổ của chiếc máy CQ2 này. Echo. Các bác nghe kỳ khỏe luôn. Chiếc máy này sử dụng chuyên, các bác nào mà cần đi cắt cành không có khối lượng quá lớn thì tầm vanh tầm khoảng là 450 quay trở lại thì cắt cực tốt. Bởi vì cái Echo này, cái dòng tua cực lớn này. Các bác nghĩ Zik Make in Japan luôn. Gom lại Make in Japan. Ok. Giá của chiếc này là CQ2. Bên em bán giá là 2 triệu, giá cực mềm. Các bác nhìn qua độ mới là 90%, 95% luôn. Ok, đến một chiếc máy thứ ba là cắt hệ gia đình tiếp. Là Echo 3400. Đấy, chiếc máy này là đời cao hơn. Chiếc máy này là đời 4 số thế hệ mới luôn các bác nhá. Cắt cực tốt luôn. Đấy, cái vỏ, các bác nhìn qua cái vỏ này. Đó. Đấy, có tích hợp nút giảm áp các bác nhá. Đấy, vỏ bên ngoài này, các bác nhìn qua này. Hai ốc giữa lam vô cùng chắc chắn, lam Latin luôn. Các bác nhìn xích này, xích bên em đã lên xích mới này, khá là dày dặn. Nó chiều dài lam được cắt là 30 thì dài lam được cắt là 30 này. Thắng vẫn còn thắng xích các bác nhá. Ấn thì không được chặt thôi. Vẫn thắng xích vẫn còn. Cái chụp giật trợ lực này. Ok, em test luôn tiếng máy của CQ3 này. Tiếng máy nghe cực khỏe luôn, có nút giảm áp này, bơm xăng phụ ở đây các bác nhé. Đó. Ok, giá của CQ3 bên em bán giá là 2,2 triệu. Ok, đến một chiếc máy thứ tư ngày hôm nay là Estin 011. Chiếc máy này là 41cc, máy cực khỏe. Các bác nhìn có lam này, cực kỳ là hầm hố luôn. Đó.
Lam này là được cắt của Lam là 20-30, xài là xích, là xé xích chung. Tin 010. Chiếc máy này là CQ4 bên em bán giá là 1.900.000. Các bác nào cần cắt gỗ này tầm vanh tầm khoảng là tầm 5-60 thì chiếc máy này cắt cực tốt luôn. Hệ thống xích vẫn còn. Đó. Ok. Để gió này. Khu vực này các bác nhìn này, có cái này chỗ này là bằng kim loại chứ không phải bằng nhựa đâu. Thế là sử dụng cái này là cực kỳ chắc chắn nhá. Ok, em test luôn tiếng nổ của chiếc máy thứ tư này. ST. Ok, cực khỏe luôn. Các bác nhìn nghe như tiếng xe min ấy ạ. Chụp giật trợ lực cực khỏe luôn. CQ4 bên em bán giá 1.900.000, tích hợp bao ship toàn quốc. Các bác khi mà mua sản phẩm bên em thì khi mà shipper họ gửi đến thì các bác được mở hàng xem hàng thoải mái, mở hàng xem hàng test hàng. Đó. Bên em tích hợp bảo hành 6 tháng nên các bác yên tâm nhé khi mua sản phẩm bên em. Ok, đến một chiếc máy thứ 5 ngày hôm nay. Chiếc máy này là Salat Komatsu G365. Chiếc máy này là 36cc, lòng 4mm, có chụp giật trợ lực các bác này. Chiều dài lam được cắt này 20-40, xài xích chuột. Đó, các bác nhìn qua này. Nó hơi bị xước một chút thôi nhưng mà cái chốt của máy rất là khỏe. Đó, Salat Komatsu G365. Ok. Xích thì bên em đã lên xích mới cho các bác nhé. Các bác về cắt thoải mái luôn, không bị lo là xích cũ hoặc là có bị ảnh hưởng gì gián đoạn khi mà mình đang khai thác. Ok. Nay mình em hơi khó giật nên nhờ một người khác. Ok. Salat Komatsu G365 CQ5 bên em bán giá là 3.000.000, giá cực bẹp. Một chiếc máy đi khai thác vanh tầm khoảng là 100 trở xuống, các bác cắt thoải mái chiếc máy này. Ok, đến một chiếc máy thứ 6 ngày hôm nay, Echo Kyrit 3501. Chiếc máy này 35cc, 35cc là 40mm, máy cực khỏe, xích này. Độ mới chiếc máy này lên đến tầm khoảng là đến 90%. Hai ốc giữ lam vô cùng chắc chắn. Hàng bên em thì là hàng Nhật chính hãng. Sản phẩm là bên em là cực kỳ là được ưa chuộng và chất lượng cao. Chiều dài lam là 30, dài là xài xích chung. Chụp giật trợ lực các bác nhé, bơm thang phụ này. Ok, em test luôn tiếng nổ của chiếc máy này. Các nhìn qua Make in Japan, hơi bị xước một chút chữ Japan thôi nhưng mà hàng Nhật 100%. Đó. Ok. Đến một chiếc máy tiếp theo của dòng Shinagawa 380. Chiếc máy này có Shinagawa 380 38cc. Chiếc máy này phù hợp các bác nào đi cắt khai thác chuyên nghiệp. Đó. Chiều dài lam được cắt là 20-30, xài là xài xích chung. Các bác nhìn qua bô này. Đó. Ok, chiếc máy này là cực kỳ là được ưa chuộng luôn. Xin đây qua. Em sẽ test luôn tiếng nổ này. Ok, dòng Xin đây qua thì là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi. Bên em bán thì rất được các bác ưa chuộng. Ngược lại, cái trọng lượng của chiếc máy này rơi tầm khoảng 5,5 cân thôi, cực kỳ là nhẹ nhàng để các bác đi cắt đi khai thác, phải leo trèo lên những đỉnh núi cao rồi cắt. Chiếc máy này là trọng lượng nhỏ mà công suất lớn, 38cc, CQ7 bên em bán giá là 2.700.000. Ok, thêm một chiếc dòng Shinagawa tiếp theo là dòng Shinagawa 360. Chiếc máy này là 36cc, để lòng đứng các bác nhé. Shinagawa 360 các bác nhìn qua này, em làm chỉ lướt lướt qua thôi. Vì là các bác nghe tiếng máy các bác đã hiểu rằng là cái độ mới hoặc là cái chất lượng máy nó như thế nào rồi. Nên là 20 này,
40, xài là xài xích chung. Cái chiều dài làm được cắt của chiếc máy này, cắt gỗ đồng khoảng quanh tầm 100-120, chiếc máy này cắt cực kỳ tốt luôn. Rồi bác nhìn qua xích này, đó. Thì mỗi một ngày thì bên cửa hàng em đều lên một cái dòng máy khác nhau, vì hàng bên em thì được luôn luôn là hàng mới, nên các bác yên tâm. Kho bên em rất là nhiều, các bác nào đặt thì cứ đi liên hệ em nhé. Xin được qua 360 em test luôn tiếng nổ. Ok. Dòng máy cuối cùng là máy khai thác chuyên nghiệp. Ok này, máy khai thác chuyên nghiệp này. Chiếc máy này là CC của máy này tầm khoảng 42cc, chiều dài lam được cắt này các bạn nhìn này. 20, 40, 50 và xài là 60. Em đo là vừa đo trên này nên là bị hụt, nên đo ít trên đây. Và xài là xài xích đại. Ok. Chờ 42cc. Chiếc máy này để các bác nào cắt khai thác chuyên nghiệp, hai ốc giữ lam vô cùng chắc chắn này các bác nhìn này. Các bác nào mà cắt gỗ cắt gỗ cứng bao nhiêu chiếc máy này đều cắt được hết, nhìn như đồ đóng đao luôn, thực chiến luôn. Em sẽ test luôn tiếng nổ của chiếc máy này cho các bác xem thử nhá, cái tiếng máy xem nó khỏe như thế nào. Ok, đây là chiếc máy này, Doma Made in Remari. Ok, thì đây là chiếc máy khai thác chuyên nghiệp này, đây là dòng máy mà em đã được giới thiệu qua các bác để chi tiết rồi. Thì các bác nào mà cần mua một chiếc máy hoặc sản phẩm nào bên em ấy, thì bên em sẽ tư vấn cho các bác và được bao ship toàn quốc, nên các bác yên tâm về giá cả. Ngoài ra thì khi các bác mua một chiếc máy này thì bên em sẽ tặng cho bác là một tiếp mở buji và một đũa cưa. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã xem video của em, thì em xin chào và hẹn gặp lại mọi người.